Chatbot là một ứng dụng phần mềm hoạt động độc lập theo các kịch bản đã được thiết lập trước. Nó có thể tự động trả lời các câu hỏi hoặc xử lý tình huống đã được lên kịch bản. Hiện nay, trong hoạt động mua sắm trực tuyến, quý vị khán giả đã có thể được các cửa hàng tư vấn qua chatbot trong suốt 24/7, thậm chí là 24/24 giờ, thông qua tài khoản mạng xã hội, thư điện tử hoặc tài khoản riêng của mình trên hệ thống bán hàng. Theo như thống kê qua các website đơn giản của mình, 40% những cái đơn hàng của mình đó, nó xuất phát từ 6 giờ tối cho tới 8 giờ sáng. Và trong khoảng thời gian như vậy thì rõ ràng doanh nghiệp rất là khó để có thể đầu tư được những nhân viên tư vấn bán hàng, chốt sale và hướng dẫn người ta thanh toán tự động. Thì chatbot sẽ giúp cho mình tạo ra những cái nhân viên làm việc 24/24. Với những ưu điểm của mình, chatbot phù hợp với quý vị khán giả nào thường có thói quen cần tìm hiểu, đặt mua hàng hóa trong khoảng thời gian từ 6 giờ tối cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau.